Các nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng Nghiên cứu Australia cảnh báo hiện tượng La Nina sẽ trở lại trong năm thứ ba liên tiếp vào mùa xuân tới, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó hình thái thời tiết cực đoan. Báo cáo được công bố hôm qua cho biết, hiện trạng La Nina hai mùa hè liên tiếp không phải là hiếm, nhưng theo các mô hình dự báo, hiện tượng La Nina ba mùa hè liên tiếp hiếm gặp ngày càng có nguy cơ xảy ra. Hiện còn quá sớm để dự báo về La Nina, nhưng 4 trên 7 mô hình dự báo hiện tượng này sẽ trở lại vào cuối mùa xuân tới. Báo cáo cũng khuyến nghị giới chức các nước cần bắt đầu chuẩn bị phương án để bảo vệ những cộng đồng dân cư vẫn còn đang khắc phục hậu quả mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Một báo cáo khác của nhóm chuyên gia về khí hậu cũng nhận định hiện tượng La Nina và El Nino sẽ xảy ra thường xuyên hơn, làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của lũ lụt và hạn hán.